Mình lại có cái máy giặt Toshiba E920LV. Nó lại bị hư hỏng, có cái hiện tượng cũng khá là hay, mình thấy là cũng khá phổ biến. Nên mình cũng tiện thể làm cái video để hướng dẫn các bạn cách kiểm tra và hướng xử lý. Các bạn xem hiện tượng của nó như sau. Mình mở nguồn này, bấm khởi động này. Các bạn chú ý xem hiện tượng nó ra sao. Khóa cửa. Rồi. Đó, các bạn thấy không? Cân đồ vẫn cân đồ được, cấp nước được. Các bạn nhỉ? Nhưng mà ta dùng chế độ vắt này. Đó. Vẫn cân đồ được, cấp nước được. Chúng ta thử chế độ vắt xem nó biểu hiện thế nào. Nghe tiếng quạch rồi, các bạn nghe tiếng không? Quạch, quạch. Đấy, nó là báo lỗi. Các bạn xem này. Báo lỗi EB. Các bạn nhìn kỹ nhé, có một số bạn nhìn chữ EB đấy cứ tưởng là chữ E6. Máy Toshiba này không có lỗi E6, mà lỗi này là lỗi EB. Số 6 thì nó phải có một cái nét ở trên này, nhưng đây nó thiếu một cái nét ở trên này. Chữ này là chữ bờ. Lỗi này là lỗi EB các bạn nhé. Đấy, mình sẽ vật máy ra cho các bạn xem. Tắt đi. Xem hiện tượng phía dưới nó như nào. Nó cứ quạch quạch. Rồi, mình sẽ tháo cái 5 lít ra. Wow, bù ly gì mà dị vậy trời. Rồi, mình sẽ bấm lại cho các bạn xem. Vắt, khởi động. Các bạn chú ý hiện tượng của nó. Motor xả cứ kéo rồi quay tròn rồi trượt cứ kêu cạch đấy. Rồi, motor cứ quay tròn như thế. Sau một số lần thì báo lỗi. Rồi, đã báo lỗi. Đây, các bạn nhìn. Đã báo lỗi EB nha. Rồi, tắt đi. Rồi, vậy thì đối với một cái máy thì bị hiện tượng motor xả cứ quay kêu quạch quạch như thế rồi báo lỗi EB. Thì lý do là gì mà nó lại báo lỗi EB? Thì mình giải thích cho các bạn hiểu như này. Thì khi mà chúng ta dùng một chế độ giặt hoặc vắt gì đấy, hoặc là chuyển đổi từ giữa chế độ giặt sang chế độ vắt, thì cái motor này nó sẽ mạch điện sẽ ra lệnh cho cái motor xả này quay để kéo cái cần ly hợp này chuyển. Đấy, để nó chuyển cái bánh răng trái khế này từ trạng thái gì đóng lên trên, tức là trạng thái giặt, và hoặc là đóng xuống dưới ở trạng thái vắt. Thí dụ chúng ta chọn trạng thái chọn chức năng giặt thì nó cái motor này nó sẽ phải quay để nó gì, nó kéo cái cần này và cái càng càng cua này để nó gửi cái bánh răng trái khế lên trên.
để nó xác nhận được rằng là gì, cái bánh răng đã về trạng thái trên, thì lúc đấy mạch điện mới ra lệnh cho cái motor này quay để cân đồ. Đấy, hoặc là chúng ta về chế độ vắt thì cái motor này cũng kéo để xác nhận rằng cái bánh răng chạy khế này gì đã đóng xuống dưới rồi mới ra lệnh cho motor này khởi động. Nếu không, nếu nó không nhận được cái trạng thái đó thì nó khởi động thì nó sẽ bị vỡ bánh răng. Đấy, chính vì thế mà cái motor này nó quay, nhưng cái vi xử lý ở cái bo mạch điều khiển ở phía trên nó chưa nhận được cái tín hiệu báo về cái dây vàng này. Đấy, cái motor này thì nó có 3 dây. Thì cái dây xám này là dây cấp nguồn chung này, dây nâu là dây cấp nguồn còn lại này, còn dây vàng này là dây tín hiệu từ cái dây xám này chuyển qua dây vàng này để báo về cho mạch điện để biết rằng là cái gì, cái bánh răng này đang ở trạng thái nào. Tức là đó, thông qua motor này thì cái vi xử lý sẽ biết là cái bánh răng này đang ở trạng thái gì, đóng lên trên hay đóng xuống dưới. Đó, thế chính vì thế mà cái vi xử lý ở trên cái bo mạch điều khiển nó chưa nhận được tín hiệu của motor này thì nó sẽ báo lỗi EB. Vậy thì để làm thế nào chúng ta xác định được rằng là cái máy này nó bị hư hỏng cái gì? Khi xảy ra hiện tượng này thì nó sẽ hư hỏng hai vấn đề chính. Thứ nhất, một là hỏng cái motor xả này, hai là hỏng cái mạch điện, cái vấn đề xử lý cái tín hiệu của cái xả này. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách xác định rất là nhanh chóng để xác định rằng là cái máy này khi gặp hiện tượng như vậy thì nó bị hư hỏng motor hay là hư hỏng cái mạch điện, phần mà nói cụ thể hơn là phần xử lý tín hiệu của motor xả. Vậy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách như sau. Đầu tiên, các bạn hãy tháo cái motor ra ngoài. Đây, mình vừa quay vừa tháo cho các bạn xem. Ta sẽ tháo cái motor đấy ra ngoài. Rồi, thì các bạn hãy tháo cái motor đó ra ngoài. Rồi, các bạn tháo ra ngoài như này cho mình, được chưa? Các bạn tháo ra ngoài như này. Rồi, bước tiếp là các bạn hãy tháo cái motor ra ngoài. Các bạn hãy tháo motor ra ngoài như này và các bạn thử lại. Rồi, các bạn hãy thử lại, thử máy lại như lúc nãy. Thì bây giờ các bạn quan sát motor. Nếu các bạn đã tháo cái motor ra ngoài như này, đó, mà cái motor nó quay rồi nó dừng lại được, đấy, quay rồi nó dừng lại được, thì điều đó chứng tỏ là hỏng motor xả. Còn nếu nó cứ quay mãi rồi nó cũng không dừng lại được, khi mà quay ở khoảng cách không như này mà nó cứ quay mãi và nó không dừng lại và nó vẫn báo lỗi, thì nó có thể xảy ra là gì? Một là cái tiếp điểm ở bên trong cái motor này, hai cái lá đồng trong này nó bị xét dị, nó không tiếp xúc. Đấy. Hai là nó hư hỏng cái phần xử lý tín hiệu cái motor này ở trên mạch điện. Đấy, thì mình hướng dẫn các bạn là các bạn hãy tháo motor ra để trạng thái quay không như này. Nếu nó có thể dừng lại được thì điều đó chỉ là chứng tỏ là gì? Chỉ hỏng cái motor này, các bạn thay motor là được. Còn nếu nó quay không như này mà nó không dừng lại được, vẫn báo lỗi, thì lúc đấy các bạn kiểm tra trên mạch điện. Thì lúc đó hư hỏng là thuộc về mạch điện. Các bạn theo dõi và xem nó như nào nhá. Trời, báo lỗi rồi. Đó, đã báo lỗi rồi. Trời. Rồi, chúng ta lại thử lại tiếp. Rồi, các bạn chọn vắt. Một cách nữa, mình xin giới thiệu một cách nữa. Một cách nữa là để các bạn gì? Các bạn có thể xác định được rằng là cái motor xả này là cái tiếp điểm đồng ở trong này nó có làm việc tốt hay không. Thì các bạn làm như sau. Thì các bạn sẽ đặt một que đo ở chân nâu, tức là chân giữa. Các bạn đặt một que đo, mình vừa làm vừa đo nên hơi khó. Các bạn đặt một que đo ở chân giữa như này. Dây nâu. Rồi các bạn đo gì? Đo với cái dây vàng ở thang 250V. Và các bạn để ý này. Đó, cái đồng hồ nó cứ lên rồi lại lên 220V.
rồi mất, rồi lại lên. Rồi lại mất. Các bạn để ý rồi lại mất. Rồi, báo lỗi luôn. Như vậy gì? Nếu các bạn đo giữa dây nâu với dây vàng này thì kim đồng hồ cứ lên 220V, rồi lại mất, rồi lại lên, rồi lại mất. Thì điều đó chứng tỏ là gì? Tiếp điểm ở trong motor xả này đang hoạt động tốt, mà vấn đề hư hỏng đây thuộc về mạch điện. Thì lúc này chúng ta sẽ kiểm tra mạch điện. Đó. Đã báo lỗi. Chúng ta tắt đi. Ta dựng cái máy lên. Ta sẽ dựng cái máy lên như này. Rồi. Mình vừa làm vừa quay nên các bạn thông cảm. Chúng ta sẽ tháo cái mạch điện ra. Tiến hành kiểm tra. Rồi, như các bạn đã thấy thì cái motor xả phía dưới đáy kia thì nó sẽ chạy về cái rác này. Thì đây các bạn thấy là gì? Nó có 3 dây. Motor xả mình vừa quay các bạn để ý là có 3 dây, là dây xám là dây trung, dây nâu là dây sẽ cấp điện khiển cho nó. Như vậy là motor còn chạy được là 2 dây này tốt. 2 dây này tốt. Đấy, sau đó thì khi mà nó cái tiếp điện nó đóng thì nó sẽ chuyển cái dây tín hiệu từ cái dây xám này về dây vàng này. Như vậy chúng ta sẽ kiểm tra là xem là khi motor chạy thì cái tín hiệu về dây vàng này đã có chưa. Chúng ta sẽ đo dây nâu với dây vàng tại đây giống như chúng ta vừa đo dây đấy. Mình sẽ bấm thử lại. Chúng ta sẽ để đồng hồ ở đây. Chúng ta thử lại. Đó. Các bạn sẽ để một que ở dây nâu và một que ở dây vàng. Và các bạn để ý xem theo dõi. Đấy, đồng hồ đang có 220V. Đấy, các bạn thấy mất. Rồi. Rồi lại có. Rồi, như vậy là gì? Tín hiệu từ motor xả đã chạy về đến cái dây vàng tại rắc cắm của bo mạch rồi. Như vậy hư hỏng chắc chắn thuộc về bo mạch. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra xem là nó thực tế nó hư hỏng như nào trên bo mạch này. Mình ra tắt nguồn đi. Đây. Đây, các bạn rút rắc ra. Rút cái rắc ra. Các bạn dùng đồng hồ thang đo ở thang nhân 1. Nhân 1. Rồi, chúng ta dùng hồ thang nhân 1. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đo gì? Chúng ta sẽ đo cái dây màu vàng này. Xem nó về linh kiện nào. Thì cái dây màu vàng này thì nó sẽ phải gì? Nó sẽ phải thông về cái chân của con diode này. Các bạn nhìn, đây mình quay rõ cho các bạn xem. Quay tận nơi các bạn xem nhé. Các bạn nhìn thấy con diode màu đen này chưa? Rồi. Cái chân vàng này nó sẽ thông về con diode màu đen này để nó nắn thành điện một chiều. Rồi nó gì? Hạn dòng qua con trở nằm ngay bên cạnh này. Có cái giá trị ghi là gì? Diode thì ghi là D100. Số hiệu là D100. Diode có số hiệu là D100. Còn điện trở có R là 102. Đó thì các bạn đo cái dây vàng ở cái vị trí rắc cắm này. Đây cái rắc cắm này. Các bạn thấy là gì? Cái dây vàng ở góc này này. Nó sẽ thông về con diode này. Đó, các bạn nhìn này. Đấy. Các bạn thấy mình đo là thông với gì? Cái đồng hồ mình pin hơi yếu nên là thông chập que nó chỉ được thế này thôi, các bạn nhìn. Đó. Chập que là nó lên gì? Chập que là nó lên gần 0 thôi.
Đấy, các bạn sẽ thấy là nó gì, nó thông đến con diode này đấy, nó sẽ thông vào đầu này của diode. Đấy, các bạn thấy chưa? Như vậy là que vàng mà thông vào cái đầu đánh dấu của diode này, vậy là con này nắn âm, diode này nắn ngược, nắn âm. Đó, các bạn thấy chưa? Thế rồi con gì, diode này thì lại thông với con trở. Đây, mình cắm vào đây. Diode thì lại thông với con trở. Đấy, các bạn thấy thông con trở chưa? Đấy, mình đo các bạn thấy thông con trở chưa? Như vậy là mạch điện của nó là đường đi mạch điện của tín hiệu motor xả 3 dây của máy Toshiba này là gì? Cái dây vàng này sẽ thông vào bên đánh dấu của diode, rồi sau đó nắn ngược. Đầu bên kia của diode thì thông với điện trở R102. Rồi R102 này sẽ kích hoạt vào một con bóng bán dẫn transistor để báo hiệu cho vi sửa lấy biết. Như vậy chúng ta sẽ kiểm tra xem nó hư hỏng linh kiện nào trong hai linh kiện này. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lần lượt từng linh kiện xem nó hư hỏng linh kiện nào trong các linh kiện của cái mạch xử lý tín hiệu motor xả. Khi các bạn đã rút rắc ra khỏi cái giác cắm này, rút dây cắm điện này ra khỏi giác cắm này rồi, thì các bạn có thể dùng gì? Dùng đồng hồ đo ở thang 10K để các bạn đo. Chúng ta sẽ đo. Chúng ta đồng hồ thang 10K chúng ta đo. Chúng ta sẽ đo con diode trước. Các bạn thấy là rồi, một chiều lên, chúng ta đảo que đo đi. Chiều này không lên. Như vậy chứng tỏ là diode tạm thời là tốt. Chúng ta sẽ tiếp tục đo con trở. Chúng ta đo. Rồi. Mình sẽ đo lại con trở cho các bạn. Chúng ta dùng thang đo 10K để đo. Vì con trở này có chỉ số là 1 mê. Các bạn nào quay đâu đi. Không lên gì. Rồi, chúng ta sẽ đào keo của nó đi. Như vậy là con điện trở này bị hư hỏng các bạn nhé. Rồi, mình đã kiếm được con trở. Đây các bạn nhá, con trở này là nâu đen lục, tức là có chỉ số là 1 mê các bạn nhá. Chúng ta sẽ tiến hành thay vào đây. Mình sẽ hàn ở mặt trên luôn. Rồi ok.
Rồi chúng ta sẽ tiến hành thử xem nó ok chưa. Rồi, mình sẽ tiến hành cắm điện. Mình sẽ thử lại cho các bạn xem. Rồi, ta chọn vắt như lúc nãy. Chúng ta sẽ xem cái motor xạ hoạt động như thế nào. Rồi, đó các bạn thấy nó dừng cái và động cơ nó quay luôn. Như vậy là gì? Như vậy là nguyên nhân là hư hỏng ở trên mạch điện, phần xử lý tín hiệu của motor giả. Các bạn chờ mình lắp lại xem là nó vào máy thì nó chạy có ok không. Rồi, mình lắp lại vào máy. Rồi, chúng ta sẽ bật máy lên và thử lại. Chọn vắt. Các bạn để ý motor. Đó, motor đã dừng cái thì động cơ nó lập tức gì? Lập tức là khởi động luôn. À, như vậy là đã sửa ok rồi các bạn nhé. Là vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn sửa chữa một cái ban bệnh trực tiếp trên máy E920LV của Toshiba mắc báo lỗi EB. Mình đã hướng dẫn các bạn chi tiết từ khâu kiểm tra cho đến chúng ta sửa chữa như thế nào. Và như vậy là mình đã sửa xong và máy đã chạy ok các bạn nhé. Đó, máy đã. Các bạn thấy lồng vắt đã quay chưa? Đó. Máy đã chạy ok rồi các bạn nhé. Rồi mình xin kết thúc video ở đây. Chúc tất cả các bạn thành công. Và các bạn đừng quên là hãy like, share, chia sẻ. Và nhớ đăng ký video, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Để mình có thêm động lực làm thêm nhiều video clip hữu ích. Để chia sẻ cho tất cả các anh em đồng nghiệp cùng biết, cùng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình.